Thế giới hoàn mỹ tập 196 thuyết minh audio. Lý Vân Thông ngờ vực, những ngày gần đây hắn luôn phóng tầm mắt về phần cuối thiên hà, có cảm giác như nơi đó phát sinh thứ gì, phù văn lấp lánh, ánh chớp xoàn xoẹt. Đáng tiếc là, hắn chỉ còn cách mộ tiên hơn trăm dặm thế nhưng không cách nào tiến lên được nữa, đã gặp nguyện rùa quá nghiêm trọng, chỉ biết than thở một tiếng rồi rút đi hắn xuất quan chỉ mới gần đây mà thôi, lâu nay vẫn không ngừng tu luyện bảo thuật toan nghê ở gần thiên hà này và cũng đã luyện hóa hoàn toàn lôi thần mục lấy được ở giữa sông kia, thu hoạch rất lớn. Không biết hoang huynh thế nào rồi, lẽ nào hắn đa tiến vào mộ tiên, hắn xoay người dọc theo đường đi cũ mà rời đi. Rất nhanh, hắn trở lại khu phế tích, nhìn thấy tấm bia đá cao 3.000 trượng kia, tuy rằng thời gian đã cách rất lâu thế nhưng nơi đây vẫn rất đông người, đồng thời mỗi ngày đều có cường giả tới quan sát. Ồ, oh, Lý Vân Thông nghe được mọi người nghị luận thì chợt giật mình, tự nhủ, có người sửa thứ tự ở bảng sức chiến đấu. Hắn đi tới gần ngẩng đầu nhìn, trong nháy mắt cả người hóa đá, hắn nhìn thấy một khắc đồ đang ngồi xếp bằng trên đỉnh cao nhất thân bài kia, một chữ hoang tuy mờ ảo thế nhưng lại rất chói mắt. Hoàng huynh hoang, hắn lập tức hiểu rõ, thiếu niên mà hắn đã gặp trước kia đã khai sáng nên một sự nghiệp vĩ đại. Chuyện này là một sung kích rất lớn cho hắn. Hắn đã biết thiếu niên kia rất bất phàm thế nhưng lại không nghĩ tới đáng sợ như thế này, lại ngồi xếp bằng trên cả tân trưởng sinh. Cái được gọi là bảng sức chiến đấu là tổng hợp mọi điều kiện về tuổi tác, cảnh giới nó đại diện cho thứ hạng trong cung cấp. Thật là lợi hại, tuy rằng hắn cũng là một sơ đại, hơn nữa từng vô địch một châu thế nhưng Lý Vân Thông cũng không cho rằng mình cái gì cũng có thể làm được, có thể ngoại thi 10 châu hắn cũng không hề kiểm tra bởi vì không muốn người khác biết hành tung của mình. Lý Vân Thông biết, một vị trí tôn trẻ tuổi rất mạnh mẽ đang quật khởi, sẽ chấn động thượng giới, mà rất may là hắn đã có cơ hội luận bàn và trao đổi qua bảo thuật lôi đạo. Thiếu niên kia cứ như là một vì sao sáng trói bay lên từ nơi xa, sẽ bể nghệ ba ngàn trâu. Hả, có một vài tên khả nghi tới đảo Ác Ma, chắc là đều vì hoang, đã qua hơn ba tháng thế nhưng cũng chẳng thấy tung tích của hắn đâu hoang đi nơi nào lẽ nào tới phần cuối của thiên hà tốt nhất đừng nên xuất hiện nếu không hắn sẽ gặp nguy hiểm mọi người bàn luận họ đều tới từ các giáo quãng thời gian gần đây rất nhiều cao thủ của bất lão sơn chạy tới và tìm kiếm muốn xem hoang là kẻ như thế nào ngoài ra còn có rất nhiều người của các đại giao khác cùng tới đây, một cường giả ngạo thị mười châu bí mật xuất hiện đã tạo nên náo động vô cùng lớn, một vài đạo thống bất hủ muốn lôi kéo lúc này thạch hạo cũng đang trên đường trở về khi đi ngang qua tòa núi đá lơ lưỡng trên không trung thì hắn liền dừng bước nhìn về câu nói mà tổ phụ lưu lại trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu hạo nikikken sống không có thể tưởng tượng được lúc đó lão nhân này đau khổ tới cỡ nào gặp nạn ở bất lão sơn biết được sự việc ở hạ giới trong lòng nhất định sẽ rất đau buồn già jothia ra ở nơi nào còn nhất định sẽ tìm được người Hắn không muốn tổ phụ đau buồn, muốn cho lão biết, mình còn sống, đồng thời có thể chiến với toàn bộ sơ đại, quật khởi ở thượng giới này. Khóe mắt của Thạch Hạo ươn ướt, ướt đứng rất lâu, sau đó lấy đó làm trung tâm không ngừng tìm kiếm ra xung quanh. Ngũ thập gia nhất định không có đi tới phần cuối của mộ tiên, Thạch Hạo đã tới phần cuối thế nhưng cũng không có phát hiện ra thứ gì, chẳng hề có chút tung tích. Gia Gia chắc chắn sẽ không quay đầu lại, sợ bị đám người của hắc ngục bắt như vậy thập ngũ gia có khả năng đã đi dọc theo thiên hà một đoạn sau đó cảm thấy nguyền rủa quá đậm nên đã phá vòng vây rời đi nghĩ tới đây hắn giật này mình rời xa khỏi thiên hà chính là khu vực sinh sống của rất nhiều sinh linh mạnh mẽ tất cả đều hiểu lôi pháp không thiếu những cường giả đã đốt lên thần hòa cực kỳ nguy hiểm già ra chúng ta nhất định sẽ gặp lại thạch hạo rời khỏi bờ sông từ thiên khung hạ xuống rồi lao nhanh về phía đảo ác ma bởi vì dòng sông này chảy lơ lững ở trên hư không hắn lấy đà thần thạch và hoàng điệp ra để chúng tìm kiếm chút manh mối bản thân đảo ác ma lơ lưỡng trên trời cao đầu đầu cũng có sương mù điện tử vô cùng tăm tối đồng thời cũng rộng lớn vô ngần muốn tìm người ở đây thì vô cùng phiền phức và nguy hiểm cách đó không xa một cặp mắt vàng óng lóe lên sau đó là kêu to một tiếng một luồng ánh điện sáng rực lao tới đó là một con quái xa toàn thân màu vàng dài tới trăm trượng, trên đầu có sừng đen, lưng mọc cánh trong suốt, nó có cảnh giới tôn giả đang đánh giết về phía thạch hạo. Thạch hạo cũng không biết gì loại rắn này thế nhưng biết được, độc tính của nó rất mạnh mà bảo thuật lôi điện lại rất bất phàm. Hắn cũng không có tránh né, muốn kiểm nghiệm thành quả trong mấy thành tu hành vừa qua ra sao, mặc cho luồng ánh điện kia nhập thể, hòa vào bên trong phủ văn lôi điện của bản thân, cơ bản chẳng có chút tổn hại nào. Người quá yếu, Thạch Hạo nói, giơ tay, một chùm lửa bốc lên từ bàn tay, sau đó hắn ném ra ngoài, âm một tiếng, con quái sau đó hóa thành than. Khi lôi điện hóa thành hỏa diễm, mở ra toàn bộ tính hủy diệt, đây chính là thu hoạch lớn nhất mà Thạch Hạo đã đạt được trước mộ tiên, nhìn thấy phương hướng để mình tu hành. Hắn tiếp tục lên đường, kết quả không bao lâu lại gặp một con quái xa màu vàng, thực lực cũng không kém trong đó có một con sau khi bị giết chết thì lưu lại một tinh thạch màu vàng kèm theo lôi điện, đây là bảo liệu quý giá. Trên đảo ác ma này, trong cơ thể của một ít sinh linh có tinh thể như thế này là bảo tỉa của luyện khí, giá trị vô cùng đắt. Khi giết chết con quái sao màu vàng thứ 8 thì Thạch Hạo cảm thấy không đúng lắm, phía trước đột nhiên xuất hiện hai vầng mặt trời vô cùng sáng chói trong hư không. Trời ạ! À lông tóc của Thạch Hạo dựng đứng, một dãy núi chắn phía trước tự dưng tỏa ra sóng sinh mệnh, đó là một con cự sa đang ngủ đông nơi đó. Lúc này chợt thức tỉnh và đang tập trung về phía hắn. Quá to lớn, con rắn này uốn lượn trên mặt đất, cứ như mấy trăm năm rồi chưa hề di chuyển, trên người toàn là cho lụi. Lúc này há miệng phun ra một tia chớp cực lớn. Thần linh! Thạch Hạo biến sắc, vận chuyển lôi điện xoay người rời đi, nhằm về Phái Thiên Hà. Ồm. Ừ mặt đất dạn nứt, sừng đen trên đầu của con quái xa này phát sáng, lôi đỉnh chấn động khiến cho rất nhiều ngọn núi gần đó sụp lún, cặp cánh trong suốt sau lưng nó vỗ mạnh truy kích thạch hạo. Cuối cùng, sau khi tới gần thiên hà thì nó trần chờ, cảm nhận được sức mạnh nguyền rủa cho nên bất đắc dĩ rời đi. Trải qua tai nạn này, thạch hạo cẩn thận hơn rất nhiều, con quái xa lúc nãy rất mạnh, hơn nửa đã tiến vào lĩnh vực chân thần, vô cùng kinh khủng. Ra Gia, người nhất định đừng gặp chuyện gì, lần nữa rời đi, nhìn thấy hiểm cảnh của đạo ác ma khiến Thạch Hạo vô cùng lo lắng. Mấy ngày sau, Thạch Hạo tiến vào một khu vực khác, từ xa hắn đã nhìn thấy được một con rết màu bạc dài trăm trượng đang nằm nơi đó, không ngừng phun nhà xương mù điện tử, độc khí khuếch tán, thiếu đốt thần hòa, mạnh mẽ dị thường. Không hồ là tuyệt địa, lại gặp một con cổ trùng cấp thần ở đây. Thạch hạo lặng lẽ rời đi, không muốn làm kinh động tới con thần trùng đang tu hành này tuyệt địa này càng thăm dò thì càng khiến người khác cảm thấy đáng sợ, sinh linh như thế không phải là ít, phun nhà ánh chớp, thu nạp xương mù điện tử, ngủ đông không động đậy, rất khó phòng bị. Thạch hạo không ngừng tìm kiếm, vượt qua rất nhiều dãy núi khô cần gặp nạn tới mấy lần, tuy rằng không có cây cối, tất cả đều là núi đá thế nhưng ẩn giấu không ít cự thú, ác điểu. Vù Hắn kinh ngạc, hào quang lánh lánh cứ như là đom đóm đang nhảy múa, đồng thời tiếng hét giận kinh thiên bùng nổ đó là một đám ngân điệp, tới hàng ngàn hàng vạn con đồng thời vỗ cánh, đồng thời đang phát uy cắn nát một con mạnh thú màu vàng, con mạnh thú này nổ tung trong ánh chớp. Thạch hạo hít vào ngụm khí lạnh, hồ điệp tuy nhỏ yếu thế nhưng khi tập trung lại thì không ngờ đáng sợ như vậy. Nhiều hồ điệp như thế, nếu như có thể chỉ huy thì tốt rồi, để bọn nó hỗ trợ tìm kiếm ra ra, thạch hạo khẽ nói. Bỗng nhiên, Hoàng Điệp trong sợi tóc của hắn phát sáng, triển khai thân để gật gật với hắn, sau đó là bay về phía đám ngân điệp kia. Cẩn thận, Thạch Hạo thất kinh, hắn không nghĩ Hoàng Điệp lại tự ý làm như vậy, thế nhưng lại ngoài dự liệu của hắn, Hoàng Điệp vừa tới gần thì vô số ngân điệp rơi là tà xuống đất, vô cùng run dậy cứ như rất sợ hãi nó. Thạch Hạo ngạc nhiên, Hoàng Điệp cũng chỉ là ấu trùng, cơ bản chưa trưởng thành thế nhưng lại có uy thế như vậy chẳng trách có truyền thuyết như kia, thời thái cổ có xuất hiện một con hoàng điệp, chỉ hơi khẽ đập cánh thì sẽ khiến mấy con sinh linh cấp thiên mạnh mẽ nhất trong thiên địa chia năm xẻ bảy hóa thành cho tàn, chủng tộc nê mi thế quá mạnh mà. Cuối cùng, toàn bộ ngân điệp đều bay về bốn phương tám hướng để tìm manh mối. Mặc dù như thế nhưng Thạch Hạo vẫn vội vàng triệu hồi hoàng điệp lại, sợ vạn nhất xuất hiện mấy con ngân điệp cấp thần, tới lúc đó nếu như đột nhiên thi triển sát thủ thì hậu quả khó lường được. Sau đó không lâu, Thạch Hạo gặp phải một bộ tộc khác bỏ cánh vàng. Đây cũng là nhóm sinh linh quần cư lên tới hàng ngàn hàng vạn, cứ như những hạt tròn màu vàng chật ních cả bầu trời. Kết quả, Hoàng Điệp lại đập cánh. Sau khi xuất hiện ở nơi đó thì đám sinh linh này biểu thị thần phục. Không cần nói Thạch Hạo, ngay cả đà thần Thạch cũng giật này mình, cảm thấy không thể tin nổi, Hoàng Điệp lại lợi hại như thế. Đáng tiếc mà, năm đó chỉ xuất hiện có một lần là ở thời đại thái cổ, thế nhưng cũng chỉ biết có hạn về nó, đà thần thạch nói. Chỉ xuất hiện một lần những đã được ghi chép lại, bởi vì chiến tích quá nghịch thiên của nó, vỗ cánh một cái mà đã giết chết mấy sinh linh vô cùng kinh khủng rồi. Sau đó không lâu, những sinh linh quần cứ trên đảo Ác Ma đều bắt đầu chuyển động, tìm kiếm thập ngũ ra. Mấy ngày sau, một con ngân điệp bay tới chuyển ra sóng tinh thần, báo cho Thạch Hạo biết rằng nó đã tìm thấy người cụt tay kia. Có một vài ngân điệp lạc đàn rời khỏi nơi trú ngụ của tộc nhân, con này hiển nhiên thuộc loại này đã từng bị lạc rất lâu và mới trở về gần đây. Cái gì? Sau khi nhận được tin tức này thì Thạch Hạo kích động không thôi, không nghĩ rằng tìm thấy manh mối nhanh như thế, hắn gấp cáp và cấp bạch hỏi, ở nơi nào? Ngân điệp dẫn đường cũng nói cho hắn biết đã nhìn thấy người cụt tay cách đây nửa tháng trước. Thạch Hạo vừa sợ vừa lo, tổ phụ quả nhiên vẫn trên đảo ác ma này, hắn cùng ngân điệp phi hành rất xa thì mới tới chỗ cần tới. Tổ phụ, bảo trọng, con tới rồi. Sau khi tới nơi, nhiệt huyết của Thạch Hạo sôi trào, cô nén vẻ kích động, lần này chủ động nhờ Hoàng Điệp giúp đỡ, triệu hoán những chủng tộc sống quần cư để tìm kiếm thập ngũ ra. Rất nhanh, có vài con bọ cánh vàng bay tới, dùng thần thức truyền âm nói cho Thạch Hạo biết, chúng nó thấy thập ngũ ra ở phía trước và đang có người đang tìm kiếm tung tích. Có người đang tìm kiếm tổ phụ ta, lông mày Thạch Hạo nhíu lại, hắn nhanh chóng truy đuổi. Cứ như thế, hắn không ngừng tìm kiếm, hai ngày sau thì nhận được tin tức, quả thật có người đang gây bất lợi với Thập Vũ gia, đang đuổi giết hắn. Đương nhiên, còn có một ít người khác cũng đang tìm kiếm thế nhưng không có ác ý. Đám người không có ác ý kia, hẳn có quan hệ với phụ thân ta, Thạch Hạo khẽ nói. Dù vậy, trong lòng hắn cũng rất bất an, không ngừng truy sát đám người muốn giết Thập Vũ gia, hắn vô cùng tức giận hy vọng có thể ngăn cản kịp thời. Rất nhanh, hắn lại nhận được một tin tức xấu, đám người mang theo thiện ý tìm kiếm thập ngũ gia đã rời đi vì không tìm thấy tung tích gì. Vận dụng tất cả lực lượng, nhanh chóng tìm cho ra, âm thanh của thạch hạo hơi run run, hắn có chút hoảng sợ và sợ hãi, chỉ lo cho ra ra xảy ra bất chắc gì. Cuộc truy lùng này, không thể không nói là Hoàng Điệp đã phát huy ra hết tác dụng, vượt quá tưởng tượng của hắn. Về đường đi những chủng tộc không có thần linh tọa chấn đều nghe theo lời triệu hoán, trợ giúp tìm kiếm. Tìm thấy voi tới rồi. Sau bốn ngày, lồng ngực của Thạch Hạo chập trùng, có một đám hành thổ tầm cư trú ở nơi này và phát hiện ra mạnh mối, những hành thổ tầm này có thể độn thổ đồng thời còn nắm giữ lôi điện. Trước đó một ngày, chúng nó từng nhìn thấy vài người nam nữ đang truy sát một ông già. Nhanh! Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, con mắt nhíu chặt, có kích động, có tức giận, thân thể của hắn không tự chủ mà khẽ run rẩy. Mấy canh giờ sau, Thạch Hạo phát hiện tung tích của một cặp nam nữ trung niên, bọn họ không nhanh không chậm dọc theo những dấu vết lưu lại để truy tìm. Lúc này, hai người đang thì thầm, trò chuyện với nhau. Hắn rất lợi hại, tuy tới từ hạ giới nhưng lại là một tên rất đáng gờm. Quả thật không đơn giản, có thể thoát vòng vây tới mấy lần trong tay chúng ta lần này nếu như lại phát hiện mong rằng không phải là linh thân tìm kiếm lâu như vậy rồi cũng nên kết thúc đi thạch hạo vận chuyển thần lực cốt văn được ghi chép trong vạn linh đồ để bản thân tiến vào trạng thái gần như tịch diệt yên lặng không chút tiếng động cứ như là u linh đuổi ra theo nội tâm của hắn vô cùng gấp gáp sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì đó rốt cuộc cũng đã tới chỗ cần tới phía trước là một vùng đất rộng bao la thế nhưng phủ văn không ngừng dựng lên có người đã bố trí đại trận niêm phong nơi này Nơi đó có sáu tên cường giả, có nam có nữ đang vây một một ông lão cụt tay bên trong, hơn nữa một cặp nam nữ đang chạy tới, vậy tổng cộng có tới tám người. Mà trong đó lại có sinh linh đã đốt lên thân hỏa, thần diễm nhảy múa, vô cùng đáng sợ. Ta muốn biết, tại sao lại muốn giết ta? Ông lão cụt tay nói, hắn dày dạn phong xương, vẻ mặt tang thương, ngoài ra trên người dính đầy máu. Bởi vì, người có một tôn nhì rất giỏi, xuất hiện lần hai khối tiên cốt, có người không muốn ngươi và hắn quen biết nhau, miễn việc ngươi dùng tư tưởng của mình để dạy bảo hắn, một người lên tiếng. "Tôn nhi của ta," ông lão cụt tay khẽ nói, người đầu nhìn trời, trong cặp mắt hổ mang theo chút nước mắt, có chút bi thương, nói, "Ta còn có một tôn nhi khác." "Một tôn nhi khác? Người chỉ cái tên ở hạ giới sao? Hắn đã chết rồi, đã chôn xương hơn cả năm nay rồi," có người lạnh lùng nói, vô cùng cay nghiệt và vô tình. Hiển nhiên, lão cụt tay này đã sớm nghe được chuyện này thế nhưng vẫn lào đào một cái, vô cùng đau đom, cứ như gặp phải tổn thương nghiêm trọng nhất vậy. Không cần bi ai, người còn có một tôn nhi khác mà, nắm giữ lẫn hai khối cốt, tương lai nhất định sẽ uy chấn ba ngàn châu, vô địch thiên hạ, một bà lão đã đốt lên thần hòa nói. Tần hạo có bất lão sơn rồi, không cần ta phải lo lắng. Lão nhân cụt tay đau buồn, hắn vốn là người mạnh mẽ, thế nhưng giờ lại vô lực mang theo sầu não, nói, tôn nhi của ta, còn sao có thể triệt chứ? Thạch Hạo đã tới, nhìn thấy lão nhân đau buồn, vẻ mặt già nua đầy phong xương, cặp mắt của hắn đỏ bừng, lệ nóng tràn ra. Già già, còn còn sống này. Đại ma thần một thời oai phong, tung hoành ngang dọc thạch quốc giờ đây tóc đã hoa dâm, vẻ mặt tang thương, nếp nhăn chồng chất, kèm theo đó là bi thương làm thạch hạo lệ nóng tuôn trào, nắm chặt nắm đấm. Hắn biết lão nhân trở nên như vậy là bởi vì nghe được tin hắn chết, bị đả kích nặng nề, cả người thoáng cái đã già nua hơn rất nhiều, nội tâm thương cảm trong rất thê lương. Thạch hạo nước mắt đầy mặt, trong lòng la lớn. Ra ra, con còn sống, sẽ nhanh gặp lại thôi. Hắn không dám làm ẩu bởi vì ở đây có sinh linh nhen nhóm thần hòa, hắn đang chuẩn bị một kích giết chết người mạnh nhất trong đó, giải quyết mối họa trước mắt. Người cũng có tài đấy, vài lần đột phá vòng vây tìm được đường sống, thật không đơn giản. Một bà lão nói, bên ngoài cơ thể lão có ánh lửa màu xanh nhạt, đó lần tiến hành sinh mệnh nhất bàn cao nhất sau khi nhen nhóm thần diễm. Bây giờ ngươi có chết cũng không còn gì phải hối tiếc, có một hậu nhân trên người có hai khối tiên cốt, ngày sau nhất định sẽ là chủ thượng giới, quy chấn ba ngàn châu chẳng qua. Vì để hắn có thể trưởng thành, người tốt nhất không nên gặp lại hắn nữa, an tâm ra đi đi. Một lão già áo tím nói, ngọn lửa màu tím bên ngoài cơ thể lão như mưa rơi lất phất, thần diễm lộ vẻ cao quý cháy hừng hực hai cường giả nhân nhóm thần hòa đủ để nắm giữ tình hình nơi này khi ta bị tần tộc coi như tù nhân mà áp giải vào ác ma đảo thì chưa từng có ý nghĩ sẽ quay lại bất lão sơn các ngươi lo xa rồi thập ngũ ra nói biết đâu một ngày nào đó ngươi tâm huyết dâng trào muốn gặp lại tôn nhi của mình thì rất không hay không bằng ra đi sớm cho người khác yên tâm bà lão lạnh nhạt nói lộ vẻ thương hại lên mặt nói thiếu niên trí tôn của tần tộc tuy không được nguyên nuôi lớn nhưng dù sao cũng là cháu ruột ngươi ngày sau ngươi có ở dưới suối vàng biết được thành tựu trí cao của hắn cũng cảm thấy hạnh diện. Mộ già thúi, người đang nói tiếng người hà, thập ngũ ra luôn luôn kiên cường, trong mắt không dính chút bụi. Dù đối mặt với nhân vật cấp thần cũng không sợ hãi, còn dám lớn tiếng mắng chửi. Một câu mụ mộ già thúi giống như dẫm phải đuôi mèo, khiến mụ già kia tái mặt một khi nhen nhóm thần hòa thì thân phận cùng địa vị sẽ được nâng cao rất nhiều đã qua rất nhiều năm rồi cũng chưa từng có người nào dám bất kính mắng chửi lão như thế họ thạch ngươi thật không biết điều ta còn tính cho ngươi được toàn thây cho ngươi tự mình kết liễu hiện tại thì đừng có mơ mụ già giận tái mặt nói cần gì phải tức giận ra tay giải quyết hắn là được rồi tức giận với một người chết không có ý nghĩa gì lão già áo tím bên cạnh thản nhiên nói thần hỏa ngoài cơ thể lão cháy lên rực rỡ nhàn nhóm thần hòa đã nhiều năm nên lão phi thường mạnh ta xem thường các ngươi thập ngũ ra khôi phục lại từ trong bi thương tuy rằng bị vây khốn nhưng lão vẫn kiên cường như trước Thạch tộc các ngươi khiến ta rất chán ghét, cần gì phải tiến vào thượng giới quấy nhiễu tần hạo trưởng thành nếu không phải thân phận thạch tử lăng quá đặc biệt, thì giết luôn hắn lại càng hay, lão già áo tím nói. Nghe xong những lời này không chỉ thập ngũ ra biến sắc, ngay cả thạch hạo đang âm thầm quan sát cũng dựng thẳng lông mày, phù văn trong cơ thể không ngừng phát sáng. Các ngươi còn muốn hại tử lăng nữa sao, thập ngũ ra tóc rối bay lên, hai mắt trận trừng tức giận. Hắn là phụ thân của tần hạo, chắc có lẽ không ai dám làm bậy, người không cần quá lo lắng, mau ra đi đi, lão già áo tím nói. Lão chắp tay sau lưng, cơ thể dâng lên hào quang màu tím, lão muốn ra tay, nguyên khí thiên địa bắt đầu dâng trào, mây mù điện từ cuộn trào mãnh liệt, vô cùng kinh người. Ta bị tí hưu truy sát, bị nhốt ở cấm địa hắc sắc xâm lâm mười mấy năm, cuối cùng cùng thoát khốn, chỉ muốn trở về gặp tôn nhi của ta chưa từng nghĩ tới ngay cả nguyện vọng này cũng không thực hiện được nó đã trở thành tiếc nuối nhất của cuộc đời ta thập ngũ gia ôn hòa nói ở xa xa muối thạch hạo cay cay tổ phụ vì hắn mà đi tìm chân huyết mạnh thú kết quả lại bị như thế tổ phụ cố gắng thoát khốn chủ yếu là muốn được nhìn thấy hắn lúc này thân hãng tuyệt cảnh ông nói lên tiếc nuối sau cùng của mình cũng là tâm nguyện chưa từng đạt được vào lúc này trong cơ thể thạch hạo có một luồng cảm xúc rất mãnh liệt thiếu chút nữa đã không nhịn được hết lên đánh về phía trước nhưng hắn biết mình phải nhịn, ở đây có cường giả cấp thần, cần phải giết chết cho một kích mới được, bằng không chẳng những không cứu được tổ phụ, mà ngay cả hắn cũng rơi vào tình thế nguy hiểm. Trong con ngươi bà lão kia lóe lên ánh sáng lạnh, lão đạt kích nói, hậu nhân ở dưới hạ giới của ngươi đúng là rất lợi hại, một mình chém chết bảy thần, phá hủy bố trí của một số đại giáo ở thượng giới, rất khó lường chỉ đáng tiếc, cuối cùng hắn cũng chết, tàng thân dưới mộ đã hơn một năm sơ đại thượng giới tranh hùng, thiền kiêu tung hoành ngang dọc, tất cả đã không còn liên quan đến hắn nữa rồi cho dù hắn còn sống, có lên được đây thì đã sao, ba ngàn châu thiên tài vô số kể, đại nhân trẻ tuổi của tiên điện, tuyệt thế chuyển nhân của thiên quốc, còn có tôn nhi tần hạo có hai khối cốt của ngươi, những người như thế này không phải chỉ có một hai người, bọn họ mới thật sự là trí tôn. Trưởng tôn của ngươi tuy rằng bất phàm, nhưng cho dù còn sống tiến vào thượng giới, cũng sẽ không tỏa sáng nổi đâu. Người đã nhớ hắn, vậy thì đi theo hắn đi. Lão già áo tím nói lão giơ tay lên, lòng bàn tay lấp loái phủ văn, mây tím dày đặc tràn ra. Lần này chắc là chân thân rồi, bên cạnh có người nói nhỏ. Giết rồi sẽ biết, những người khác bước lên, ngăn cản ở bốn phương phòng người thập ngũ ra trốn thoát. Hạo nhi của ta, chỉ bằng việc hắn cuối cùng bỏ đi trí tôn cốt, cảnh tỉnh đệ đệ của mình, thì nếu hắn còn sống, nhất định sẽ tung hoành ngang dọc thượng giới ba ngàn châu thập ngũ gia thì thầm, trông rất cô đơn sau đó lão chợt ngẩng đầu, triển y dâng cao, lão chưa từng chịu khuất phục, cho dù không địch lại cũng sẽ không bó tay chịu chết. Người có thể chết được rồi, lão già áo tím con ngươi lạnh lẽo, giống như bụi dao màu tím ở giữa sương mù, trông vô cùng đáng sợ. Chính là lúc này, ánh mắt thạch hạo bắn ra thần mang, ngay khi đối phương nổi lên sát ý, tinh thần tập trung vào thập ngũ gia, thì hắn hành động. Giờ khắc này, sấm sét nổ vang, thạch hạo mạnh mẽ như chân long hắn từ trong bóng tối lao ra tinh khí trong từng tấc máu thịt bạo phát cả người toàn là phù văn thần lực như biển đồng thời trong tay hắn còn cầm theo một thanh chân thần pháp khí hàng ma sử nó được làm từ nguyên thủy bảo cốt trắng trong như ngọc bên trên có khắc rất nhiều ký hiệu lúc này nó đang gia trì cho sức mạnh thiểm điện của thạch hạo lên tới một mức độ kinh người tiếng sấm nước tai thiên địa bạo động Thạch Hạo quá nhanh, hắn khống chế thiểm điện mà đi, trông như một vệt tiên quang bất hủ phá vỡ trời cao. Mọi người đều không kịp phản ứng, ngay cả mụ già cùng lão già áo tím cũng vậy ai mà ngờ tới trong thời khắc mấu chốt này còn có một tên thợ săn vẫn đang âm thầm ẩn núp. Điện mang chấn động hư không, một thiếu niên tóc tai bù xù, đôi mắt bắn ra trùng sáng kinh người, hắn băng qua sương mù, trong tay cầm một thanh bảo sử giáng xuống, như là thiên thần hạ phàm. Ẩm! Ừ. Lôi điện đánh xuống, toàn thân hắn đều là lôi quang rực rỡ, vô cùng vô tận khiến người khác không thể nào mở mắt. Đặc biệt là thanh hàng ma sử kia, nó bắn ra một đường lôi điện cực lớn, khiến hư không cũng phải vặn vẹo, kèm theo đó là một tia khí tức tiên đạo, khó mà nói nên lời cũng khó mà đối kháng. Cẩn thận! Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt, kêu la om sòm. Chẳng qua khi bọn họ kêu lên sợ hãi thì lôi điện đã đánh tới rồi, tia điện đánh thẳng vào lưng lão già áo tím, đùng một tiếng đánh lão bay sang ngang, máu tươi bắn tung toái. Tất cả mọi người đều sợ hãi, ngay cả người mạnh nhất trong bọn họ, một vị sinh linh nhân nhóm thần hòa, nhưng chỉ dưới một kích đã khiến nửa người trái nổ tung, gần như sắp chết. Lão già áo tím kêu la thảm thiết, một kích này quá nghiêm trọng, lôi đạo pháp tắc sau khi được chân thần pháp khí gia trì, chỉ một kích đã đánh nát nửa người lão. Điều không phải lão có thực lực mạnh mẽ, thần diễm hộ thể, mà đổi thành một người khác thì nhất định sẽ hình thần câu diệt, không còn dư lại chút bụi. Cùng lúc đó, mụ già cũng kêu lên thảm thiết, bởi thạch hạo đã cùng lúc tế ra lò luyện đan, hóa nó thành một mặt trời nhỏ cao cỡ nắm tay, kèm theo đó là lôi đỉnh sáng rực rỡ. Dùng nó đục thủng ngược phải của lão, âm một tiếng cũng làm cánh tay phải lão nổ tung, máu tươi chảy đầm đìa. Chỉ tiếc là không giết chết được mụ lão nên cảm thấy may mắn bởi vì tinh lực của thạch hạo chủ yếu chỉ đặt trên người lão già áo tím. Kiệt lực lão già áo tím mạnh hơn mụ là mục tiêu thứ nhất nhất định phải tiêu diệt nhưng do phải phân tán tinh lực, đồng thời tập kích hai đại cường giả thần cấp, cho nên hai người cũng không có ai chết, đều tránh được một kiếp. Biến cố xảy ra quá đột nhiên, cho dù là thập ngũ gia hay đám người kia cũng đều không ngờ tới. Người là ai? Lão già áo tím giống to, toàn thân được lửa tím cháy hừng hừng bao phủ, thương thế của lão rất nặng, nửa người đã bị tan nát, không ra hình người. Bên kia, vết thương của mụ già tương đối nhẹ, bộ ngực lão vỡ nát, một cánh tay cũng biến mất. Thạch Hạo không nói lời nào, cầm trong tay hàng ma sử trực tiếp đập ầm xuống đất, tạo ra một mảnh phù văn, rồi lắc người vào trong đại trận đi tới bảo vệ thập ngũ gia. Đến lúc này phù văn lôi điện mới tắt, khôi phục lại sự yên tĩnh, thế nhưng bầu không khí như bị đè nén khiến người khác khó mà hít thở. Quá đột ngột. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hai đại cường giả thần cấp bị đánh trọng thương, suýt đã bỏ mình, làm cho sáu tên tôn giả toát mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng, nếu đổi lại là họ, nhất định không sống nổi. Hai từ con là ai, thập ngũ ra nhìn hắn, cảm thấy hắn có ý tốt, lại thấy được nước mắt trên khuôn mặt hắn trông rất khác thường, chứa đựng tình cảm rất chân thật. Già già con là hạo nhi của người, thạch hạo khóc lớn, nước mắt tuôn rơi, từ biệt hơn chục năm, già già giờ đã già đi nhiều rồi, tóc hoa dâm, vẻ mặt đầy nếp nhăn, hiện ra hết vẻ tang thương của năm tháng. So sánh với vẻ hào hùng của tổ phụ hắn thấy khi còn bé, tóc đen xóa tung, cao to cường tráng, thì giờ đây rõ ràng đã tiêu tụy hơn rất nhiều. Hắn biết trong hai năm qua tổ phụ vì nghe được tin dữ, liên tiếp bị đả kích, mới dẫn đến tình trạng này, dung mạo lộ vẻ già nua, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Tần Hạo, đâu phải thế này, thập ngũ ra kinh ngạc, tồn nhi mà lão gặp ở hạ giới đâu phải người này. Đột nhiên thập ngũ ra như là nhớ ra gì đó, lập tức mở to hai mắt, trong mắt cũng tuôn ra lão lệ, run rẩy hỏi, còn thật là, Hạo Nhi đầu tiên thạch hạo khôi phục lại hình dáng lộ ra bộ dáng vốn có hắn ôm lấy tổ phụ nói ra ra con không có chết con còn sống cũng đã lên thượng giới để tìm người thạch hạo giống lên tất cả tưởng nhớ cùng chân tình trong lòng thập ngũ gia là một người kiên cường được xưng danh đại ma thần thì nhưng lúc này thân thể cũng run rẩy dữ dội thiếu chút nữa đã ngã quỵ lão vô cùng khiếp sợ nhìn trầm trầm thạch hạo năm đó từ biệt Thạch Hạo vẫn còn rất nhỏ, sau khi lớn lên thì hình dáng cũng khác, nhưng giữa hai hàng lông mày có đặc thù của thập ngũ gia, hai người rất giống nhau. Hơn nữa, huyết mạch tương liên, Thạch Hạo lúc này bộc lộ chân tình làm lão thoáng cái đã tin tưởng, đây chính là tôn nhi của mình, còn sống xuất hiện ở chỗ này, gặp lại lão. Hà hà, thập ngũ gia cười to, trong mắt chứa đầy nước mắt, cả người tỏa ra một loại quang huy, một loại kích động cùng phấn khởi, còn có vui sướng khi hoàn thành tâm nguyện những người ở nơi xa cũng vô cùng khiếp sợ theo như lời hai người kia nói thì thiếu niên này rất có thể là thạch hạo ở hạ giới hạo nhi của ta còn sống hai lần mất đi trí tôn cốt vẫn có thể chịu đựng nổi còn có gì có thể ngăn cản nó thập ngũ gia lão lệ tung hoành cười lớn vuốt ve khuôn mặt thạch hạo cả người lão tỏa ra ánh sáng rực rỡ kinh người trong bí thương còn mang theo vui sướng những người xung quanh nghe vậy, ai nấy đều sợ hãi, lão thiên chưa từng lấy được tính mệnh của thiếu niên trí tôn này, tương lai ba ngàn châu sẽ đầy bão táp. Cặp mắt của thập ngũ ra nhòe đi, tình cảm khó mà kìm hãm lại được, vốn vô cùng bi thương, cô đơn, không nghĩ tới lại thấy được tôn nhi vẫn còn sống này. Hai năm qua hắn vô cùng đau đớn, nay được gặp lại nhìn thấy tôn nhi sống khỏe mạnh, quét sạch mọi dối bời trong lòng, đây chính là lễ vật tốt nhất mà hắn nhận được trong cả đời này. Hà hà, hắn cười to, được mắt lan dài trên gương mặt nhăn nhau, vô cùng vui sướng, hăng hái không thôi, nói, không có trí tôn cốt thì sao, cũng có thể tung hoành ba ngàn trâu, khuấy lên phong vân ở thượng giới này. Hắn vừa nói như vậy thì những người xung quanh đều chấn động, một người hai lần mất đi trí tôn cốt mà vẫn còn sống đã chứng tỏ được một vài vấn đề. Đây tuyệt đối là một yêu nghiệt, là một người có thể lay động trí tôn trẻ tuổi của thượng giới, hắn có tiên cốt hay không cũng không quan trọng người như vậy, mất đi trí tôn cốt mà vẫn có thể vượt qua và sống sót trên đời đã chứng minh được tất cả, hắn sẽ không hề tầm thường, một đời này đứng ở vị trí cao nhất. Mà người này lại là kẻ địch của bọn họ, ai có thể an lòng? Không thể, có mấy người lớn tiếng nói, bọn họ không tin, những lời đồn về thạch hạo có quá nhiều, ai cũng biết cả, rõ ràng đã chết trận thì làm sao có thể phục sinh. Nên biết, một năm trước tin tức này đã được chứng thực. Thạch Hạo chết ở trong nguyên rùa, xương cốt cả người nhiễm phải phủ văn gì đồng, không tài nào nghịch thiên được. Đồng thời, lúc cuối cùng hắn đã lấy trí tôn cốt của chính mình đưa cho Tần Hạo, cùng với vô lực chống lại nguyên rùa, không thể sống sót mới đúng. Chỉ có thập ngũ ra tin chắc, đây chính là tôn nhi của mình, càng nhìn càng giống mình, cười ha ha không ngớt đi kèm là nước mắt nóng hổi hiển nhiên, ông lão này vui mừng tới cực điểm. Con mắt, khi nhỏ cũng như thế này, vẫn sáng to như trước kia, lông mày giống ta như đúc, khuôn mặt cũng thế, không hổ là tôn nhi của ta. Bao nhiêu năm rồi, lão luôn luôn ngóng trong nhìn thấy tôn nhi của mình, từ lúc thoát khốn ở cấm đại hắc sắc xâm lâm thì ngay lập tức mang thần đan trở lại thạch đô. Lần lượt thất vọng, lần lượt tiếc nuối, cuối cùng lại nghe tin dữ, đà kích này lớn cỡ nào. Mười mấy năm trời, lúc chia lìa thì thạch hạo vẫn chỉ là một đứa bé nằm trong tà lót, nay gặp lại, một thiếu niên trí tôn đứng trước mặt khiến ông lão này vui sướng, toàn bộ đau khổ đều biến mất. Già già, nếp nhăn của người nhiều quá, tóc bạc, làm người khổ rồi. Thạch hạo nghẹn ngào, hắn thề, nhất định sẽ tìm thật nhiều linh đan để luyện một lò bảo đan cho tổ phụ, để hắn khôi phục lại dáng vẻ ngày xưa. Hắn chạm vào cánh tay cụt của thập ngũ ra, mắt rưng rưng, nói, ra ra, con có thánh dược, có thể giúp người phục hồi như cũ, tay cụt mọc lại, hết thảy đều sẽ tốt thôi. Hà hà, thập ngũ ra cười to, nhanh chóng lau đi nước mắt, nói, nhìn thấy cháu khỏe mạnh thì bệnh gì của ông cũng sẽ lành thôi sau đó không lâu, sẽ khỏe như thời tuổi trẻ, ta là ai, ta là đại ma thần. Loại tự tin này, từ thế này quả thật y như thạch hạo, không cần người khác nhiều lời, hai người tuyệt đối là tổ tôn, một mạch kế thừa. Đúng, thạch hạo ra sức gật đầu, hắn muốn tổ phụ phục hồi hoàn toàn. Đột nhiên, lòng hắn run lên, sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn thấy sau lưng của tổ phụ có một vết thương cực kỳ đáng sợ to dài vô cùng. Hắn nhanh chóng tiến lại sau lưng tổ phụ, xem xét cẩn thận lập tức kêu lên sợ hãi, vô cùng lo lắng. Vết thương này bị chém bởi vũ khí sắc bén, từ sau ót kéo thẳng xuống lưng, gần như bổ thập ngũ ra làm hai nửa, nhưng hắn dùng tu vi mạnh mẽ cưỡng ép hợp lai thân thể lại. Thế nhưng, loại thương này quả thật có tồn tại, nghiêm trọng vô cùng. Gia Gia, Thạch Hạo kêu to, khi thấy cảnh này thì quả là tin dữ khiến Thạch Hạo sợ hãi, trên mặt trắng bệch không chút giọt máu hắn nhanh chóng lấy ra túi càn không, lấy một cây thánh dược cao nửa thước để thập ngũ ra ăn. Không cần lo lắng, Gia Gia bị họ vây giết nhiều lần mà vẫn khỏe mạnh sống sót đấy thôi, đây cũng không thành vấn đề, thập ngũ Gia vô cùng bình tĩnh. Nhưng mà, Thạch Hạo sợ hãi, thương thể này không thể là giả, quá nghiêm trọng nếu như cháu không tới thì nghĩ rằng họ sẽ giết được ra ra sao, đám ngu xuẩn này thì làm sao giết được ta chứ, thập ngũ ra nói, liếc nhìn đám người phía trước. Tám tên cao thủ giận tới mức lông mày dựng thẳng, tên bị truy lùng này bị trọng thương từ lâu vậy mà còn dám nói như thế với bọn họ, thật sự không thể nhịn được nữa. Thạch hạo hoàn toàn không còn gì để nói, từ phương diện khác, tổ tôn hai người đúng là y như nhau, trước tình cảnh này mà vẫn còn có thể chế nhạo và khinh thường đám cường giả này muốn chết đang muốn một lưới bắt hết đây ông lão ao tim ánh mắt đầy nham hiểm hiền lặng chữa thương thế nhưng nửa người bị nổ tung mặc dù hắn có thần thông lớn cỡ nào thì cũng chỉ khôi phục lại chút nguyên khí mà thôi nhưng mà thân là cường giả nhen nhóm thần hòa đối phó với hai tên tôn giả cũng quá đủ rồi bị tập kích dính phải một đòn nên chắc chắn sẽ không để lần thứ hai diễn ra ngay cả bà mụ kia trên người hừng hực thần diễm xanh nhạt cánh tay phải gãy nát nay đã cầm máu xương ngực đã nối liền, mặt màu âm u như mây đen, sát khí tỏa ra. Ta thừa nhận ngươi thiên tư hơn người, vẫn còn sống quả là một kỳ tích, thế nhưng ngàn vạn lần đừng nên xuất hiện trước mặt chúng ta, mụ ta cười khẩy. Chí tôn tuổi trẻ thì sao, không trưởng thành, gặp cường giả cấp số như họ thì cũng chỉ có thể tử vong. Loại như như các ngươi ta ở dưới hạ giới cũng đã giết chết 6-7 tên, thôi thì thêm hai người các ngươi nữa. Thạch hạo giọng điệu bình tĩnh, biểu lộ chân tình với tổ phụ nhưng canh nhiệt với những kẻ này ngông cuồng vừa thôi, ngươi sẽ phải trả giá cho chính mình. Tuy rằng tài giỏi thế, nhưng hôm nay ta muốn bóc chết kỳ tài, sẽ không cho ngươi chút đường sống nào. Mụ ta lạnh giọng nói, áp sát về trước. Biết đây là thạch hạo, hắn khởi tử hoàn sinh khiến lòng người chấn động. Linh cảm thấy nếu như cứ để thiếu niên này tiếp tục trưởng thành thì chắc chắn sẽ trở thành trí tôn một đời. Nếu gặp lại, và cũng là đối địch thì làm sao có khả năng cho hắn cơ hội sống sót chứ? Hiện tại là thời cơ bóc chết tốt nhất. Phục ma trận tiêu diệt, mụ ta kêu lên, kích hoạt trận pháp trên mặt đất, trước kia đã vây khốn thập ngũ ra bên trong, hiện nay phủ quang trùng hiện nơi đây. Cái đồ rách nát này mà cũng dám xưng phục ma trận, không biết ngại à, trên sợi tóc của thạch hạo lao ra một tảng đá, nói lộ về xem thường, hóa thành một tia chớp. Răng rắc răng rắc. Âm thanh không dứt bên tai, nó điên cuồng gặm nhầm ăn sạch các loại bảo liệu bố trí trận này, cấp bậc trận pháp như thế này thì chẳng là gì đối với nó cả. Mụ già thấy thế thì tức giận, sau đó lộ sát cơ. Người rất ngu rút, trước mặt chúng ta lại đi lộ chân thân, mặc cho nếu lần này ngươi may mắn đào tẩu được thì sau này cũng sẽ chẳng có chỗ dung thân cho ngươi ở thượng giới này. Những đại giáo kia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ông lão áo bào tím khinh bỉ, mang theo ý lạnh. Đột nhiên, thần sắc hắn cứng đờ, nghe thấy một âm thanh kỳ dị, cảm giác lạnh lẽo dựng hết cả lông tơ lên. Nếu như giết chết các ngươi thì ai sẽ để lộ bí mật, thạch hạo rất nhìn tĩnh nói nhưng lại mang theo vẻ cay nghiệt mụ gia chuẩn bị ra tay kia cũng kinh sợ nhanh chóng nhìn về hư không tất cả đều cảnh giác nhìn về bầu trời sau đó là tê dại cả da đầu bầu trời đen thui đâu đâu cũng là bọ cánh vàng quá nhiều cơ bản không thấy được điểm cuối ánh sáng lấp lánh như mưa gió to tầm tá phủ kín nơi này bọ cánh vàng được cho là ăn đá nuốt sắt vật chất cứng rắn nào cũng có thể nuốt và phân giải chứ đừng nói là máu thịt thân thể con người đây là một loại dị trùng sống quần cư một khi thành thần thì sẽ đang sợ tới mức người khác run rẩy. bảo phủ trời xanh có thể khiến một đại giáo nhanh chóng diệt vong cũng còn tốt là đám bọ cánh vàng giữa trời kia không có thần thế nhưng lại nhiều vô kể cũng đủ khiến người khác lạnh từ đầu tới chân số lượng nhiều như vậy đủ để giết thần thạch hạo ẩn nhẫn nãy giờ là chưa cơ hội cũng đã nói hoàng điệp đi triệu tập các đám quần trùng tới nơi này lúc cần thiết sẽ tiến hành về công hắn cố ý kéo dài thời gian chính là đợi viện quân đáng sợ này tới đại cục đã định trong nháy mắt này phản ứng của mọi người khác nhau ông lão áo tím thì quyết đoán nhằm về phía thạch hạo bắt giặc phải bắt ngay vua trước tiên hạ cục hắn cái đá ầm ừ. thạch hạo kéo thập ngũ ra về sau nơi đó mặt đất sụp lún vô số hành thổ tầm cứ như là sóng biển tuôn ra chúng nó phun ra sợ tơ óng ánh hình thành nên một cái lưới lớn đi kèm là tia chớp hừng hực ngăn cản ông lão áo tím này đây là còn có loại sinh linh này ngũ hành tầm liên kết với mặt đất có thể rời núi lấp biển thần uy trần thế mười mấy vạn sinh linh sống quần cư với nhau vô cùng đáng sợ ông lão ao tím xoay người bỏ chạy hắn không muốn liều mạng vẫn muốn sống mụ già kêu thảm trên không trung thân thể mụ rách nát bị đánh bay về chỗ cũ cả người đâu đâu cũng có máu thân thể dạn nứt trời ạ à, đó là ngân điệp những tôn giả khác cũng chạy về ở phương xa mấy vạn con bướm đang đập cánh ánh bạc lấp lánh cứ như bầu trời đầy sao đang lao xuống chúng nó chỉnh tề như một toàn bộ phủ văn gia trì cùng nhau một đòn vừa nãy đã khiến mụ già kia suýt chết sinh linh trên đảo ác ma đều mạnh tới mức không tưởng tất cả đều nắm giữ lôi điện mà chủng tộc sống quần cư này lại càng đáng sợ hơn dù là trong bộ tộc không có thần thế nhưng cũng có thể quét ngang một phương phù văn của chúng nó có thể chồng lên nhau, có thể giao hòa cùng nhau, đây là một thần năng khó mà tưởng tượng được. Thập ngũ ra cười lớn, tình thế nghịch chuyển quá nhanh nằm ngoài dự đoán của lão, gặp lại cháu trưởng, trong niềm vui sướng còn có cả niềm bất ngờ thế này nữa. Cho tới ông lão áo tím, mụ ra cùng với sáu tên tôn giả kia thì sắc mặt tái nhận, ý thức được hiện tại đã gặp phải nguy hiểm, vô cùng rắc rối. Giữa bầu trời, một con hoàng điệp bay lượn vào trong sợi tóc của thạch hạo, nó chính là trùng hoàng thật sự. Diệt. ông lão ao tím quát lớn lấy ra bảo cụ hòng công phá vòng vây nhưng mà những con bọ cánh vàng trên bầu trời đập cánh tiếng keng kết vang lên dường như là kim loại đang cọ sát nhau vô cùng chói tai kiên quang vô tận cùng với tia chớp không ngừng lao nhanh xuống bọ cánh vàng che kín bầu trời phù văn của chúng nó tụ lại thành một đại dương cuốn mạnh xuống áp chế lấy ông lão áo tím đã trọng thương kia phá nát thân thể của hắn chỉ còn sót lại mỗi đầu lâu Mụ già này kêu lên thảm thiết, bên kia ngân điệp vỗ cánh, phù văn sáng rực và xinh đẹp buông xuống trấn cho thân thể của bà ta đứt thành từng khúc. Đại quân chủng tộc, vô bờ vô bến, đây là một hồi tai nạn lớn, dù là môn phái lớn gặp phải cũng phải kiêng kỵ, không thể bình tĩnh nổi. Cuồng chi là mấy người này, mặc dù có hai cường giả nhân nhóm thần tỏa tọa trần thế nhưng cũng không đáng nhắc tới, ngay từ đầu đã bị phá nát thân thể. Những người này sắc mặt đều tái nhợt, rơi vào tuyệt cảnh. Cuộc chiến thật sự của ta trên thượng giới này chắc chắn không phải bắt đầu từ các ngươi, Thạch Hạo Điềm đạm nói khiến đám người tức giận, rõ ra đang làm nhục, đang xem thường bọn họ.